Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đắk Nông cung cấp hồ sơ các dự án điện gió. Dịch vụ cấp lại mật khẩu ứng dụng VSSID lấy phí là trái pháp luật. Hải Phòng phát hiện xử lý ô tô khách 43 chỗ nhồi 90 hành khách. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đắk Nông cung cấp hồ sơ các dự án điện gió. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ thông tin về các dự án điện gió trên địa bàn để chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hôm qua trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Văn Chiến cho biết tiếp nhận yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tỉnh đã giao các sở ngành gồm Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để cung cấp hồ sơ cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau khi các đơn vị có báo cáo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cung cấp hồ sơ về các dự án điện gió trên địa bàn theo yêu cầu. Các nội dung thông tin cung cấp gồm chủ đầu tư, quy mô, tổng vốn đầu tư, địa điểm thực hiện, thời gian và tiến độ thực hiện dự án. Liên quan đến các dự án điện gió ở địa bàn tỉnh Đắk Nông, năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt vi phạm liên quan đến những dự án này. Cụ thể, năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành các quy định chấp thuận chủ trương đầu tư 6 dự án nhà máy điện gió, gồm Nam Bình 1, Đắk Hòa, ASEAN Đắk Song 1, Đắk Nơ Rung 123. Tuy nhiên, vị trí các khu đất thực hiện dự án chưa được quy hoạch sử dụng vào mục đích xây dựng công trình năng lượng. Đặc biệt, 5 trên 6 dự án nhà máy điện gió được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho chủ đầu tư thuê đất với tổng diện tích gần 65 ha, nằm trong khu vực quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt trước đó. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra nhiều sai phạm trong việc khởi công, nghiệm thu và vận hành thương mại các dự án nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trong số này, nhà máy điện gió Nam Bình 1, Đắk Hòa, Đắk Nơ Rung 123 đã khởi công xây dựng khi đất xây dựng chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho thuê. Riêng dự án nhà máy điện gió Nam Bình 1 khởi công xây dựng khi chưa có thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương. Trước những sai phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, Bộ Công Thương chủ trì, chỉ đạo, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với các tổ chức cá nhân có liên quan đến những tồn tại khuyết điểm đã được chỉ ra. Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ tài liệu để xem xét, điều tra liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất thực hiện đầu tư 5 dự án điện gió trồng lấn trên đất quy hoạch. Dịch vụ cấp lại mật khẩu ứng dụng VSSID lấy phí là trái pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng và sử dụng các dịch vụ cấp lại mật khẩu, chỉnh sửa thông tin ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số có mất phí để tránh bị lừa đảo. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, mới đây Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân đã nhận được phản ánh từ người dân về việc đã sử dụng dịch vụ của một kênh TikTok, nhận cấp lại mật khẩu, thay đổi thông tin trong ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số và một số dịch vụ khác như cấp lại sổ, cấp lại tờ rơi, sau đó thu phí từ người dân. Kênh này cam kết thực hiện cấp lại mật khẩu thành công thì người dân mới phải chuyển tiền. Tuy nhiên, sau khi đưa thông tin cần thiết để làm dịch vụ, người dân không nhận được mật khẩu nên đã không chuyển tiền cho đối tượng. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khẳng định việc cung cấp dịch vụ nêu trên là trái pháp luật. Theo quy định, người dân không phải mất bất cứ khoản phí nào khi thực hiện các thao tác đề nghị cấp lại mật khẩu hay thay đổi thông tin của tài khoản VSSID, bảo hiểm xã hội số, các giao dịch như đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, tờ rơi sổ bảo hiểm xã hội, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cũng hoàn toàn không mất phí. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng và sử dụng các dịch vụ nêu trên để tránh bị lừa đảo. Khi có bất kỳ vướng mắc nào trong việc giải quyết thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, người dân cần liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương gần nhất, tra cứu thông tin ở những kênh chính thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc gọi điện tới Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900 9068 để được hướng dẫn. Hải Phòng phát hiện xử lý ô tô khách 43 chỗ nhồi 90 hành khách. Thưa quý vị và các bạn, ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng Hà Giang bị trạm cảnh sát giao thông An Hưng thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng phát hiện, xử lý. Sáng qua, công an thành phố Hải Phòng thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông trực thuộc vừa phát hiện xử lý xe ô tô khách chở quá hơn 2 lần số khách được phép theo quy định.
Cụ thể vào hồi 20 giờ tối ngày 27 tháng 4 năm 2024, có người dân điện thoại qua số đường dây nóng lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng về việc xe ô tô khách mang biển kiểm soát 23F00055 chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang đón khách không đúng nơi quy định và chở quá số người. Sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố khẩn trương xác minh kiểm tra và xử lý vụ việc. Sau khoảng 30 phút, trạm Cảnh sát Giao thông An Hưng thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã xác định phương tiện vi phạm và đưa về trụ sở làm việc, lập biên bản đối với lái xe và chủ phương tiện theo đúng quy định, yêu cầu lái xe ô tô cam kết về việc chấp hành luật giao thông và sang nhượng khách theo đúng quy định mới được tiếp tục hành trình. Theo đó, lái xe là anh THH, 45 tuổi, trú tại tỉnh Hà Giang, điều khiển xe ô tô khách biển kiểm soát 23F00055 đi từ bến xe Vĩnh Niệm theo các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng, quốc lộ 5 rồi đi Hà Giang. Trạm Cảnh sát Giao thông An Hưng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với anh THH về hành vi điều khiển xe ô tô khách 41 chỗ nằm và 2 chỗ ngồi chở quá 47 người, đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bắt tay cùng Phan Quốc Việt thực hiện hành vi phạm tội. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch IC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa bị đề nghị truy tố thêm tội danh. Theo cơ quan điều tra, cùng với lời khai của những người liên quan, trong đó có lời khai của Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt và tài liệu khác, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bà Nhàn. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch IC, ông Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc IC, Trần Đăng Tấn, trưởng văn phòng đại diện công ty IC tại thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Dương Hoa Sô, nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. 8 bị can khác là cán bộ của Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh, công ty kiểm toán AISC, Viện Xây dựng và Quản trị kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh, công ty thẩm định giá SEAAC, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Có 2 người bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty IC là người thành lập, điều hành công ty IC và các công ty thành viên, công ty MOFA, công ty công nghệ cao, công ty uy tín, toàn cầu. Thông qua các mối quan hệ, bà Nhàn đã thỏa thuận thống nhất với bị can Dương Hoa Sô cho IC thực hiện các gói thầu dự án 12PTN, thông đồng nâng giá để hưởng lợi 40% giá trị gói thầu. Quá trình thực hiện giai đoạn 1, bà Nhàn đồng ý cho công ty Gen Việt, công ty Việt Á được liên danh thực hiện 3 gói thầu. Bà Nhàn cũng chỉ đạo ông Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn phối hợp với công ty Gen Việt, công ty Việt Á xây dựng danh mục, cấu hình, dự toán thiết bị gói thầu trước khi đấu thầu, thông đồng với Trần Vinh Vũ, giám đốc công ty tư vấn Hồng Hà, lập hồ sơ mời thầu theo hướng tạo điều kiện cho liên danh IC Việt Á và công ty VMedimax do liên danh IC Việt Á nhờ đứng tên trúng 3 gói thầu. Kết luận điều tra cũng chỉ ra rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn chỉ đạo thiết lập các công ty quân xanh để IC Việt Á trúng thầu, tránh hủy thầu. Quá trình thực hiện giai đoạn 2, bà Nhàn tiếp tục chỉ đạo ông Trần Mạnh Hà giao nhân viên IC phối hợp với chủ đầu tư thống nhất danh mục, nâng giá dự toán thiết bị, đảm bảo lợi nhuận cho IC, giới thiệu đơn vị tư vấn thẩm định giá, lấy báo giá cho đơn vị thẩm định để hợp thức giá dự toán theo giá đã thông đồng, nâng khống với chủ đầu tư, bố trí quân xanh dự thầu, để công ty MOFA do bà Nhàn thành lập điều hành trúng 2 gói thầu, công ty IC trúng 1 gói thầu, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 83 tỷ đồng tại 6 gói thầu. Kết quả điều tra xác định, để công ty IC và các công ty do IC chỉ định được trúng thầu, bà Nhàn đã thỏa thuận thống nhất với ông Dương Hoa Sô về việc tạo điều kiện cho công ty IC trúng thầu và sẽ chi tiền cảm ơn ông này. Sau khi trúng thầu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo Phó Tổng Giám đốc IC và trưởng đại diện công ty IC tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tiền cho ông Dương Hoa Sô và những người khác. Theo chỉ đạo của bà Nhàn, ông Trần Đăng Tấn đã trực tiếp đưa tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho ông Dương Hoa Sô 4 lần, tổng cộng là 8 tỷ đồng. Đến nay, ngoài bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Trần Mạnh Hà và ông Trần Đăng Tuấn đều đang bỏ trốn, đang bị truy nã. Nhưng cơ quan điều tra cho rằng, từ những tài liệu thu thập được, cùng với lời khai của những người liên quan, trong đó có lời khai của Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bà Nhàn cùng cấp dưới. Bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt bà Nhàn 16 năm tù về tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 14 năm tù về tội đưa hối lộ. Bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt bà Nhàn 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt hai bản án mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang phải chịu là 30 năm tù, bị can hiện vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế.